ต่อ Window របស់យើងប្រហែលនេះ Window Register ហើយនឹងនេះអឺខ្ញុំភ្លេច menu មួយយើង register យើងត្រូវ login ដែរបើគាត់ចុចមកកាន់នេះយើងមើលតាមផ្នែកទី4បន្តិចដែរនៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ website មកគេយើងចង់ pause មិនអញ្ចឹងហ៎យើងចុច pause ហើយចង់ pause គឺវានឹង redirect មកឲ្យ login សិនព្រោះมันអាច pause ដោយมัน login ទេអញ្ចឹងយើងនេះយើងអត់តមានកន្លែងឲ្យគេ login ទេយើងដាក់ប៊ូតុងមួយឲ្យគេ login ទៅមិនអញ្ចឹងហ៎បន្ថែមកន្លែង login មួយមកមក front របស់យើង front end menu យើងដាក់នៅណា master ok ចាំបន្ថែមមួយទៀតក្នុងនេះគឺ login ប្រសិនគាត់មាន account ហើយគាត់មិនដាក់គាត់ចុច login តែម្ដងចឹងយើងធ្វើការបង្កើតfunction មួយដើម្បី handle ការ log in នៅខាងមុខរបស់យើងខ្ញុំអាចគេអាចប្រើ front controller ដើម្បី handle តែម្ដងអបលីក function member log in នេះវាយូរcan view view យើងនៅក្នុងអីគេ controller front ហ្នឹង front dot log in ខ្ញុំដាក់បែបនេះមានអារម្មណ៍ថាពិបាក controller front ហើយមកបង្កើត register កាត់ log in ខាងក្រោយជ្រុលដៃឲ្យទៅតែម្ដងទៅណាគេlogin អត់បានប្របៃ controller ដាក់ចឹងពិបាកដាក់ឈ្មោះហ្នឹងវាយូរអូ from front ចា from front nt ខ្ញុំចូល front ខ្ញុំបង្កើតវាយូរ login មួយដាក់ទៅក្នុងហ្នឹង login.blade.php ហ្វេហ្វេហ្វេចាប់ដើម extend master section my content and stop ពីយើងទៅបង្កើត route មួយដើម្បី link មកកាន់របស់យើងបានព្រោះយើងមាននៅរួចហើយខ្ញុំកាន់ routeកុំរោតនៅខាងក្នុងណាដល់ក្នុងជាប់ហើយបាទរោត get slash member wow member slash login controller front យើងអ្នក handle controller add controller member add login view okay ខ្ញុំអត់ដែរប្រាប់អ្នកនេះពីរបៀបនៃការប្រើ name របស់ route គួរតែប្រើ name នឹងល្អឥឡូវខ្ញុំប្រើកន្លែងនេះឲ្យអ្នកនេះមើលមួយ name មានតែខ្ញុំមកលះ name របស់ route ចេញខ្ញុំអាចប្រើ member dot login okay ទៅពេល menu របស់យើងពេលដែលយើងត្រូវការចុចទៅខ្ញុំ refresh route អត់មានវាកលឹមមែននោះ front end ឡើងជា56 front 56នោះអត់មានមែនចឹងយើងមានកន្លែងមួយ log ជិង link មែនទេខ្ញុំទៅដាក់ link ឲ្យវាជាមួយខ្ញុំដាក់លើនេះតែខ្ញុំប្រើ alias name ណាខ្ញុំចាប់យកតាម alias វិញចាប់យកname ចូលទៅកាន់ master កន្លែង login អ្នកនេះគុំប្រើ url ទៀតហើយខ្ញុំប្រាប់វាថាហេតុអីបានអ្នកនេះគួរតែប្រើ root name វិញខ្ញុំប្រើ member.login មិនអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សេងអញ្ចឹងមិនអីអូខេហើយខ្ញុំ refresh ហើយចុចវាមកដើរដូចគ្នា
Can I name brand route back day? Mini tape than any design pattern route buckloon. You have the sock sock route mean panya hand. You can do slack on it. Slack ABC. Present by net and honey that slack fit. No canong. Take my young young cut it out. Don't rot the guy slack and die. Maja? A job of which I'm the lion guy and over. Maja? Guy with young brand name of it. Pay the young guy. We automatic know that. Score. Nên cứ chỉ thả vào giỏi bó, bỏ viện. Bây giờ logo tập vào viện, làm bởi rộng bỏ dưỡng. Trên dưỡng bà rộng, ta phê để dưỡng design phát thơm, dưỡng từ cả time parameter, dưỡng từ cả time sinh xế, dưỡng nâng. Ở đây time parameter ai dùng phạm miền bà nhà hát. Đây là time slack time, ở đây gì? Login dưỡng từ cả view login mùi, nó mới gọi login bán. Cho tôi bootstrap, dưỡng view login mùi. Yes. Cho tôi căn form này form login nhưng mà vô tới bên đây một cho tôi căn login dot blank để pass it and remove on I'm on refresh okay form login out remove coin và mua nhé. Chồng copy mà phải đi trớ đi mua đi nha. Ok thông tin vào trong ấy design gì tôi trên máu lock in đó điều rổ điều plus hole âm đi muối miền ở nơi đây. Press yeah, log in. Thôi thông tin nhé. For ok. Trên những bàn form log in, mình đã có register hai. Có đại log in. Được không nào? Có đại log in bàn. Chạp làm đặt mua via hai mà. Nhưng thì trên cơ sở câu định thì mình log in vậy. Name, email, name, password, okay. Chúng ta sẽ trở ra function mũi làm bài submit từ action nhé. Action small chúng ta đang declare out môn name đó chạm tôi bắt đầu rồi member dot login member login này miền hai mình chẳng hết một tiền nick po tụi tôi pay về submit mail nhé là login được nhé ví dụ như nâng login check như cứ dot check của tiệt đấy cái chữ nhưng mà đọt mũi chảo nên nó nắng giờ mà đạn nó còn nó login check cái số sau đấy post à y tờ cái gì rosai c o f
This one. Tầm cái vai ở phí nè, là nó màu và đỏ trong mà lấy lên. Ở phí. Action. À đây. Ok. Nga là nha. Và lọc ấy. Đây là header. Đây là header ai đạm mùi tiền. Hai. Đây là form, group form để submit nông tùm rung copy get tới đạm. Tới đạm sẽ sắc thành. Group form. Form mùi miền mùi. Tại nơi thằng lớn đạm tầm mùi bàn à. Nơi tầm mùi bàn à. Lớn mùi bàn. Chúng ta có thể phân xuất để hình to cả lọc in. Cái này chúng ta chấp đảm mình bánh hà thì tiết. Bánh hà thì không mình tên. Chúng ta hình to không đi tên đó. Chúng ta dùng chỗ đại đạn hình to lên nhé. Chưa bộ bài viết. Giờ lo bê đẹp thuốc các cô ta bộ bài viết mùi mùi thêm một người. Member slash lọc in. Underscore check. Là như chập làm check request mau tam post chân này nó ai cho tôi request format request lấy dương 830 xe cô đây không biết của dương miền họ phải xây nên login nên thằng nông xã ấy bên đây thì mua thường make sure thay dương từ tour tên là đây ban phật và con mèn xong bật to cả xe cô tiền đấy chập làm check cho mình á chập bán email password ok chân nhầm bài. Ok, chấp bàn làm trời nhé. Chắc nhận em mua từ can controller user và dừng chấp đàm. Ok, dừng copy, mà hãy mà rô function, no. Function login này. Đây là controller login ta. Này, controller login mà dừng. Dừng miền cái lại, dừng validate, dừng về để login success. Chắc nhận em mà can copy bia. Dù mà nạp front end mà dừng chấp đàm. Ta lẽ vậy chứ. Chúng viên validate từ email field cho mùi password. Hãy lạc khăn để login. Email password. Bên đấy. No, check field. Field đã submit mau miên tên ở đây được ạ. Miên là text box đại dương submit tới nước miên bị châu tên này ạ. Cho cả này dương thật ca unit. Unit is to check. À, bắt đầu phần khối đi. Check. Require or check. Tại unit anh em unit đang tầm rong này unit check nó này tập bài mà đào lại những video để check những function này tập bài tiền mình làm rồi bà check master master bảo vệ vi check require vi check email thì sau đó đặt một còi coi vi đang check to này rồi nhưng mà đại tập bài nhưng từ bàn chay đầu viên user front end và back end vẫn từng mở ok user front end vẫn cứ thay smart front chừng lại đi pay để login này đang tôi tay phải chạm thay một tiếng thay đang tôi thật thay smart front phải cho thằng đang đem đó front pay để login sạch sẽ chọn ở tên nè chọn ở từ từ cái này upload mình nhấn ok đã chào cho sẵn ai cái lấy bảo ẩn đọc sẽ thế vì English phát sợ ok trên thì mua màu bạc cái lại như sẵn đi card view lại đi p đã sắp xếp cứ load màu cái lại nâng tay đọc auto cái lại add ads ai đến nhưng mà ca nơi controller mui làm bay thì ca mùi vía chó không mà nhìn bánh há
backend PHP application make controller post controller. App ADP Host Controller. Public Function Return dot index, yeah. resource view for the post, yeah. Card for the mới have card farm for the index. Dot plan. Dot page page. Okay. Extend mana ya? Extend. Master yield section capture content content TNT and stop. Okay, là như cứ add data add post. Con rod ok ra về và hai mọi slap post controller add index lên name về môi đấy name post dot index. Ok, dân cho tôi can master và dân dân là ULVR cho tôi bán nhưng ra rốt hai nè một vía cứ post.index. Ok, rồi cho tôi đọc vào dân refresh on login. Yep. Chúng bây giờ dân login success dân nâng redirect một can cái này đi một can này đi chúng tôi dân chơi vừa lên function login chạy tới ở bàn copy no error repeat nó vinh feedback error dạ nói ở toàn ấy cứ load màu để toàn lock in. Ok nhưng mà admin nhưng mà vô và đi feedback error come on client for product. Oh, đi là chạy tôi mùi query require chẳng mùi nào chứ. Oh, dùng bật thạch error. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
login xác ô click cài đó về để login success dương redirect cho can route name nhưng bạn liệt name một viết cho để point một can name route đấy tạm ở hai post dot index cứ dương trang redirect cho năng nhé post dot index viết lâu từ can menu post được luôn này pra name can là gì liệt hai name trong một list năng ăn chấm nổ register dương miền user và dương cư coco at gmail mỗi bì bày phần trăm của mỗi admin ok bên là ca copy dương nơi khoa chả lọ và mỗi nhìn đấy chưa tới đạt được nông front also the kit again coco enter incorrect chứ password nhưng register môi tem đó vendor 1 2 3 4 5 6 vendor lấy sắp profile dưỡng đầm ra cái đại hạt đấy ý ấy chú mua kia chú mua ban đập tích chương phèm tiệt thạch thầy một chào cô phải thạch nó tiến đó register success. Okay. Tom. Add app we chat your default, we mean default. Upload chum success type of home វិញ. Chúng ta mà login. Yeah, yeah, login mà. 1256 enter. Okay. Redirect rot name ok nhà đấy mà search Laravel tích ai chứ không miền cả con trở lắm ai chứ search redirect redirect to rot name mơ lại này nè to rot name trâu rồi đấy point oh khó khăn pro đấy biết thả rau nên nem thế khó khăn pro chạm nên đâu đấy chờ lắm luôn pran vào đây mình vendor home ok đi ra đây mau cán post chứ không nhầm mình chạp vô profile cho mùi chung vô còn áo phân cái này nên ở đây mơ mùi sấn ai thật tại những thời thưa ai tiệt nữa lên nào mau cái lại post controller view post edit this one đang dừng chặt profile còn màu muối ok img src profile này này url này last store này p user point again field và dân cư profile miền sẹp tại dân bà ở dân thực hiện một cái cư miền sẹp nâng ạc chạy chánh img src xoắn khách nó ăn miền giúp tại vì mình default này chạy mới đạt được cốt những để cho xe default này refresh mở cái làm rupee hay là cái tham mình default mình thế này của tôi to chắc chắn là sao xu thế ấy dạ cài mùi
ta mà sao ngon nhắm mơ rụp admin rụp default bóng ok chẳng admin default nhưng mà ai nhận register ra tiếp coi nhưng ai cả là cho ca nào nó profile dot ok rồi lâu bao mùi sẵn chưa ta phải tới chạy lúc bao mùi sẵn nhanh sẵn như lúc nâng phóng trai từ đó chứ thế là có bê register dân vật thạch phong ok đã rụt bạn ơi register dân đẹp thêm mà lại front dân vật thạch vì hai cũng ai chơi cho mày nhạc rồi còn dân được khơi mà front controller và dân cư dân front dân register mùi nào chứ này mà nhá ok bạn nào chạy khoai môi nó profile ở ad ngà tì từ tay và châu rú rụp hiệp rụp hiệp xâm rạp front end để anh cô tay protect ở ban tràn bằng phót tam để ai phơ từ bàn rùa cái lại đến cứ chi public nghĩa ná có ai chạy xe từ bàn này mình dễ chẳng bà sân kia trong ban rụp hiệp xô môi bà cót thà viên chỉ rụp đoán bây giờ dây cốt tại bà cót thà nắng chỉ rụp bà nội đã trốn phụ kì ai đã script đã cho mà bàn ta nâng bàn á chẳng bà trong ai viên bà cót thà validate vì ok validate viable chẳng nâng đi thách mang thai bà vì Prophet này phạm từ ta chỉ rú rú kiếm hả đã bàn là JPG mỗi PNG thế được không nào hay những ai bị thích tùm hùng pháo mà những ai áp lô tại pram rồi cổ lô tê mình hãy thông những ai bảo sai rồi coi những trong thì thích dimension tùm hùng về học buồn tê qua dimension ai thì thích bàn này ngon được đấy chỉ thầm ra profile kia ở đạo rụp thông mà cái đạo bạc bòn mà phải buôn côn nhắn dương trong thì thấy những ai prao thì mình xin là bây giờ thạch bản cắt cho bán là không nông miền chẳng mơ đo về upload product yep cần lọc in yeah. Rút cái thông mẹ này chị ô kiến chi dễ một con hãy chú chăng là con lọc in bàn đấy con lọc ao lọc ao trên vịnh rồi đấy. Thế nhưng mà phờ dù ăn lọc ao vui à hái của lọc ao nó mang đi một bạt đấy. Ta chạm mạch. Just lọc ao vui. Hỏi lọc ao tam kết. Hạt miên. Group round. Check group round. Miền person ba internet, ở trong máy rót chẳng hạn, thì miền auto rót vào kì. Này cái này cũng miền khơi này cái hai notation, cái notation tay ở đại sao. Lấy internet phải notation hay auto rót đi. Ở trong bài mong quay vài mùi mùi đồ này, thì vì miền default rót vào việc rót. Và dừng trong khác số máy, bạn dừng prao mùi mùi. Và là web máu cứ thả sai cam chẳng hạn. Lock out.
នៅស្រុកមួយចាស់ចាស់ហូបស្រាមួយគាត់ឲ្យតែគាត់តែទូរស័ព្ទយកច្បាស់គាត់សួរឯងវាតាក់តងឲ្យមួយ IT អាសាយើងលុកអៅមែនទេសាយើងលុកអៅតើយើងលុកអ៊ីនមានបញ្ហាអូខេចឹងអាចចុចបានប៉ុន្តែ KA យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើខុសដល់ខ្លួនឯងទេព្រោះថាពេលដែលយើងអត់តន់លុកអ៊ីនធ្វើមិនចុចមកកន្លែងហ្នឹងបានដោយខ្មែរទី4អញ្ចឹងបើយើងអត់តន់ login យើងចុចគេនឹង redirect មកកាន់ page login វិញចុះហ្នឹងគេការពារហើយរបស់យើងកន្លែងនេះគឺយើងអត់បាន protect អីទេអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចុចកន្លែងនេះគឺវា error សោះ code ព្រោះយើងព្យាយាម get property ដោយមិនតន់មានមើលកន្លែងនេះណា none of object none of object នេះសំដៅរាល់ពេលដែលអ្នកសរសេរបែបនេះនៅពេលដែលអី point ចេញគេហៅសំដៅទៅ point មកកាន់ object object អញ្ចឹងណា op យើង point object ចេញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺ error ពួកអត់ហ្នឹងហើយព្រោះវាអត់តមាន object ទេនិយាយមក set វា property ហ្នឹងអត់មាន property name អត់មានទេនៅពេលដែលអ្នកនេះ log in វានឹងមាន object ហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុង awk ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចទាញចេញបានដូចជាខ្ញុំដាក់មកមើលអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងវាមកដល់កន្លែងនេះវាមានអ្នកនេះសាកឆ្លាស់ទៅកាន់ system dashboard ចូលអត់ចូលតែបើតាមត្រូវវាគួរចូលបានអត់អត់ទេព្រោះអាមួយ front អាមួយ back មិនយ៉ាងហ្នឹងអូខេគាត់នៅពេលនេះឲ្យតែមាន session គឺចូលទៅតែអូខេនេះជាបញ្ហាទីមួយនេះនេះ protection reason ចាំ protection ហ្នឹងតាមក្រោយ vendorពេលដែលគាត់មិនតន់ log in ចុចលើកន្លែងនេះឲ្យ redirect មក log in វិញមែនទេបាទធ្វើម៉េចបើនៅតែគេ log in មិនតន់ log in មាន ID មកអត់នេះមកលើយើងបន្តិចមុនគឺយើងប្រើនៅលើ web គឺអ្នកនាងនេះបានប្រើ default នៅប្រើអីហៅអី HTTP handler middleware ឈ្មោះថា off ដើម្បី protect authorization នៅលើហ្នឹងអូខេអ្នកនេះអាចមានលទ្ធភាពបង្កើតបានដូចគ្នាអា middleware ហ្នឹងបង្កើតបានដូចគ្នាអូខេខ្ញុំនឹងបង្កើត middleware មួយដើម្បី protect admin ខាងមុខវិញ user ខាងមុខវិញចូលមកកាន់ document រៀនមើល document ណាចេះមើល document លេងព្រួយហើយអូខេមកកាន់ middleware ដើម្បីបង្កើត middleware នឹងប្រើ PHP extension make middleware បន្តមកឈ្មោះ middleware អូខេខ្ញុំនឹងបង្កើត middleware មួយដើម្បីណៃ CLI PHP application make middleware មកប្រើ check member okay enter point នេះមករកវានៅក្នុង folder middleware http middleware check member see ឡើងបន្ទាប់ពីបង្កើតហើយអ្នកត្រូវ register វាសិនដើម្បីហៅវាបានប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងដាក់ request ឲ្យមើលកន្លែងនេះអ្នកអាចចាក់យក request DD request point ទៅកាន់ user ចាក់យក user នេះបើអ្នកនេះសរសេរចេះវាដូចតែអ្នកនេះសរសេរនៅលើអត់ពេកពេកបាទប៉ុន្តែនៅក្នុង middleware គឺអ្នកនឹងចាប់បានត្រឹមតែ request តែ request ហ្នឹងគឺវាអាចចាប់បានទាំងអស់ឲ្យតែ request ឆ្លងកាត់ព្រោះ middleware គេរុំព័ទ្ធ controller ទាំងអស់ណា
rum pot tằng ọt chưng vi chap ban lai ñum chap yok user tok muay đambei check muay vi ti muay mo register vi chmuay channel ni ọt mà jeung hau prau nung kư institute chênh vi khlas muay chmuay tha authenticate khlas jeung mien middleware khlun aing ni lâu jeung chang bakaet register vi muay ni khnia dae chưng lai ni ñum aing da check member mà đã đọt chẳng mà hay point cho cái namespace này class của chúng trong check tờ lập một cái của chúng với namespace this one channel has slash một cái này class name check member check 2 class ពេលនេះគឺខ្ញុំអាចហៅ check member ប្រើបានហើយហៅ check member ប្រើបានហើយយើងនឹង protect ទៅលើ controller post មុនគេពួកយើងចង់ protect កន្លែងហ្នឹង controller នៅណាបាត់ហើយទី2 controller post controller យើងនឹងប្រើខ្ញុំអត់បាន protect នេះទេខ្ញុំ protect លើ contractor តែម្ដង coupling functionunderscore construct underscore ពីរដងណា construct ចឹងក្នុងការហៅ middleware នៅក្នុង controller នឹងគាត់តែប្រើនៅ this current object referer របស់វាហើយ middleware ok ហើយដាក់ឈ្មោះ middleware ដែលយើងបាន register ក្នុង channel វិញណាអត់តនេះគឺ call hard ចឹងទេcheck dot member ប៉ណ្ណឹងខ្ញុំមកសេះចូលមកកាន់ controller នឹងឆ្លងកាត់ middleware មួយហ្នឹងឯង filter មុននឹងឲ្យចូលមកហើយយើងបាន DD វាមួយហើយខ្ញុំនឹងសេះទៅអត់មានចាំបាច់ដោតទេពួកយើងសេះទៅកាន់ controller ហ្នឹង automatic middleware រ៉ាំង now ពួកខ្ញុំចាប់យក user មិញឯងខ្ញុំដឹងថាហ្នឹង user មក middleware យ៉ាងវិញ now ខ្ញុំបកទៅ login login វា redirect នឹងមកនឹង auto ឯងមិញឯងគេខ្ញុំបកមក loginអញ្ចឹងមើលចាប់បានចាំថា middleware យើងអាចដឹងថាគេ login ហើយឬនៅដឹងមិនយ៉ាងហ៎ដឹងថាគេ login ហើយនៅអញ្ចឹងយើងអាច protect controller របស់យើងប្រសិនបើ user ស្មានៅ redirect ទៅកាន់ page log login មិនយ៉ាងហ៎ស្មានៅពួកយើងចាប់បានreturn redirect ទៅកាន់ login page ផ្អែកកាន់ route route របស់យើងឈ្មោះអីទៅជា member login នេះអញ្ចឹងប្រសិនបើ user ស្មានណា click កន្លែងហ្នឹង route ទៅកាន់ login login វិញនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្វើនៅលើ middleware របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំព្យាយាម refresh អូខេដល់សារមានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ log out យើងមកចុចម្ដងទៀតរត់មកឡុកឡុកអ៊ីនអូខេមកហូមរត់មកឡុកឡុកអ៊ីនពូអត់តន់ឡុកអ៊ីនឡុកអ៊ីនវិញឡុកឡុកអ៊ីនចេញឡាញអេតអេតអីពេលនឹង user វាលេងណាល់ហើយមានអីចូលលក្ខខណ្ឌនេះទៀតមានដោវែនគេហៅថាកាក់មានថាកន្លែងនេះ process បើការ request នឹងមក user នឹងណាល់return មានថាកន្លែងនេះ execute លេងទៅមុខហើយត្រឡប់ទៅវិញវិញទៅណាទៅអត់ដឹងតែប្រសិនបើយើងបានចាំ filter ទេមានថា return next request អញ្ចឹងវានឹងបញ្ជូនទៅការ request បន្តអាចទៅដល់ controller ណាមួយឬក៏ការ request ណាមួយផ្សេងទៀតទីខាងនោះតែនេះយើង filter មុននឹងបញ្ជូនដូចរូបរាងមានដោវែយើងមើលហ្នឹងអញ្ចឹងល្អថងមានដោវែហ្នឹងតើមានដោវែធ្វើការងារបានច្រើនណាស់ឡោមែនទេ system integration ដែលខ្លាំង middleware គឺ filter ក៏ដាក់ឲ្យយកតែម្ដង Yeah យើងកំពុងធ្វើយើងកំពុងធ្វើលើនេះនេះ middleware នេះអាចមានច្រើន controller មួយហ្នឹងមិនមែនមានថាប្រើ middleware វាថាបានតែមួយប្រើប្រមាណក៏បានដែរអញ្ចឹងរាល់ការ request គឺ middleware អ្នកម្នាក់ទាំងអស់ម្នាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងមិនកន្លែងយើងមិនប្រសិនបើ user នឹងស្មានណាខ្ញុំអត់ឲ្យចូលមកកាន់ application layer ទេមានថាអត់ឲ្យ access ទៅដល់ controller post ទេរួចវាមកវិញតែម្ដង return redirect មកក្រៅវិញពួកវាដល់វាយើងបានរំពាត់
module layer វិញចឹងសតខាងក្រៅយើង make array ឲ្យវាមានការតម្រៀបជួលទីទៀតអត់មានបដាទេអានេះ make sure ថា attendee នឹងត្រូវតែបានជួលបដាទេជួលបដាហើយ middle layer កន្លែង filter កន្លែងហ្នឹងណាโอเคកន្លែងនេះគឺ okay មែនទេប៉ុន្តែអាខាងក្រោយរបស់យើងនៅតែបញ្ហាយ៉ាខ្លាំង admin យើង system ហ្នឹងធ្វើម៉េចកែប្រែខាងក្រោយបានប្រែលក្ខណ្ឌថៃមែនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអានេះយើងអាច modify អត់បានទេនេះយើងប្រើអកនេះបោះគេ middleware បោះគេអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើម៉េចបកកាត់ middleware របស់យើងវិញមែនទេពួកយើងត្រូវការ filter លើថៃទៀតខ្ញុំអាចបដាច់ middleware 2នឹងផ្សេងគ្នាក៏បានគេទៅហើយខ្ញុំបកកាត់មួយទៀតខ្ញុំដាក់ check admin check admin check admin ហើយនេះមក register តដែល check admin របស់យើងគឺយើង check ទោះបីវាមាន section ក៏ដោយខ្ញុំចាប់នេះវិញខ្ញុំអត់ទេដាក់ចេញក្រោយយើង check មិញ copy now if request នៃ user ខ្វាញ់យ៉ាងណាគេហើយហើយយើងមិនហើយលេខមិនអត់ front back end យ៉ាងណានេះ back end back end ខ្វះណិចចូលតើចេះចាស់យើងចោលជិះបច្រាស់វិញខុសពី back end ទីដែលចេញកុំឲ្យទីជាន់ម្ដងបើសិនបើខុសពី back end ខ្ញុំរីដែលចេញទាំងអស់បើខ្ញុំស្រួលណិច user នេះមក nowឡើងខ្ញុំរីដែលចេញវិញ return return redirect នេះទៅ home page វិញហ្មងទៅខាងមុខយកតែម្ដងបើព្យាយាម access មកបាត់ណាបើសិនបើវាមិនមែន Thai back end ទេតែកន្លែងនេះប្រសិនបើអត់ login ហ្មងប្រហែលទៅរួចអរីរាចចុះវិញអត់ login អូបានអីនេះបើខ្ញុំមិនតង config ប៉ុណ្ណាខ្ញុំតមកដូរ middleware ហ្នឹងណាអេសរសេរប៉ុណ្ណឹងហើយចាប់ដាក់ register middleware សិនយេមានតង register ហើយចឹងអានមានខ្ញុំគាត់ណា check test ហ្នឹង admin បន្តមកយើងមកបដូរក្នុង web របស់យើង check dot admin ស្ដូរហ្នឹងមិន middle web ហ្នឹងខ្ញុំ register ដាក់ flash ហ្នឹងបើអូ flash មិនមើលដែរអូខេអត់ដូរឈ្មោះ flash ហ្នឹងហើយអត់ដូរហ្នឹងគាត់ណាដូរដែរទេដាក់នេះវិញយេកន្លែងនេះបដូរចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនមកខ្ញុំអត់មាននេះប្រកាសជាស្រួលណាស់ចូលធ្លុកមែនអារកបាត់ណាប៉ុន្តែបើខ្ញុំមាន session lock អត់ចូលទេមាន session ខាងមុខ lock in នេះអានេះ redirect មកវិញអូខេមាន session ហើយចាប់ដាក់មក session ទៅមកវិញចូលអត់បានទេអត់ទេព្រោះថៃវាខុសថៃវាខុសក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺដាក់វាអត់ត្រូវដាក់អត់ត្រូវពួកខ្ញុំ check ប្រសិនបើមាន
hay là sang không có cái gì để chỉnh bật đấy đọc bài user ra nó ao request luôn được không bạn mà nhớ ấy chân lúc ra thì không bị nát ban trưa được ban lại nè dạ nào đi cái copy nào ao user nó trời đẹp bạc em mà nhớ ấy nè ăn bên tận đấy tao mới rồi đi chân hàng cao mới tiệt hả by default vậy đâu phải cái lại đi mình đi chân tới lại những cái chân tới system last system thử tới cái lại lock in đấy đấy nhưng vài nó tiệt thì lệch mà vĩnh ở bàn đấy session nó cứ ở trong cái này của dùng bật thay cho thay nhằm lọc áo chỉ dùng mặt xe thực hành system dashboard thì lệch phải lọc in thử lọc in đến à. Lọc user thông đá chỗ vua mê sâu dưỡng ở toàn bắt đầu lạc hẳn à mê sâu chung hẳn ạ trong mà sợ cái thế này chơi cả hai các bạn không đi phải về bóng yeah rồi user chứ bạn chơi gì pì chứ nào đang thay ở đi đây thay đi tôi là back end ok nâng hai lọc máy gọt cho là đúng không ai ai kia dừng admin này ta đã trong chai password chai password ở bán này chai password bà thế có nhầm vay không không có rồi session mình nhé session tại vì cái dương phần năng cứ dương ai tra cả bà đấy bằng hà thế thường long bị admin mọc hàng mốc mình chỉ riêng bằng hà thông thế tay còn ai bị riêng user hàng mốc trâu được không coi bàn anh em bằng bằng hà thông rồi còn register hàng mốc sẽ còn log in từ back end bán còn mình control bàn mình chẳng ấy cái dương vật thạch bàn ấy ai có vô bị được biết thì cà phê thơ lơ mình đo bè khắc lạc đây nên nó nâng cư dương thở riêng phía thơ lơ này đó hẹt là rồi em ạ cộng đồ của bạn tiện tôn chúng tôi ca hẹt về trang cư viên proof for